Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân từ thành phố Hồ Chí Minh đi về 4 tỉnh lân cận gồm Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh, Sở Giao thông Vận tải thành phố vừa có văn bản khẩn đề xuất phương án và yêu cầu đi kèm. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho người dân sử dụng xe cá nhân, xe ô tô, mô tô, xe máy đi lại trong phạm vi giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh nhưng phải đảm bảo các yêu cầu. Người mắc COVID-19 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng hoặc là đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 ít nhất một mũi sau 14 ngày. Có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính định kỳ 7 ngày một lần. Người tham gia lưu thông phải sử dụng mã QR, khai báo di chuyển của ứng dụng VNEID và mã QR có thể hiện lịch sử tiêm chủng của ứng dụng Y tế Hồ Chí Minh hoặc là sổ sức khỏe điện tử đến khi ứng dụng PC COVID chính thức đưa vào hoạt động. Trường hợp không có mã QR, người tham gia lưu thông cần xuất trình một trong các giấy tờ cần thiết khi được cơ quan chức năng yêu cầu.